Em hai cọc bê tông thì sẽ to quá rồi. Đi được anh ạ, ông nội tới đi rồi. Này cũng bắt buộc hết thôi. Thằng kia chúng nó không đi là phải chịu thôi. Về xã nào anh ạ? Nghĩa Tân à? Nghĩa Tân thì đâu phải đây. Nghĩa gì? Không biết Nghĩa Tân này, cái gì Tân đây? Quên mẹ rồi. Tân ở trên kia không ạ? Không rồi, dẽ vào đấy đây. Nghĩa Lâm gì đấy? À, dỗ mẹ ông Sư Hệ mà. Không qua được mấy anh chị, hôm nay tao đi rồi mà, hôm nay đám ma tao về rồi. Vâng. Oh,
đi qua tốt, con nó lười. Là xa không? Con đau phải hơn cây nè. Đúng không? Mình đi bộ mình chết. Nên chớ dại mà bảo nó không qua, mình đi bộ mình chết. Nãy phải nịnh đọt đó rồi. Lần trước mình vào, nó bảo cái này, nó vào tận nơi này. Phải nịnh đọt nó mới vào, không có nó để bỏ mình ngoài này mình chết. Đau lắm chứ, đây đi đang đầu đang ngồi nãy giờ ngồi nó xe ô tô nó dằn cho đang đầu giờ chút cuộc sống em bị đau rồi mà đau hơn Vâng, Nam Định lên. Vâng. Về chỗ quê Củ Hễ. Đây bây giờ vào Nghĩa Tân à, Nghĩa Lâm. Thôi thì tôi chịu rồi. Soạn đấy. Có nói cũng không nghe thì phải thua rồi. Thua rồi. Chứ ông lại chụp. À, cho bà có chịu đi sau đâu. Cứ đi. Ông lại tập trung rồi ông ấy. Cứ thích đi trước. Thế hả? Quá mình tôi đợi gì, chẳng ai đợi cho mình. Sao ông kia phải đi. Nhà qua nhà. Nhà qua nhà, giờ có ai đâu. Mẹ. Vừa làm thầy vừa làm tớ luôn. Tốt quá. Giỏi. Quay rồi, đường quá. Quay một lần, thành hai, quay ba, bốn lần, quay nhiều rồi. Hôm nay nó đi học ạ. May rồi. Giờ anh thương. Vâng, cứ đi. Đau chân này, bác Tư đau chân. Đau chân, thế này lại sợ ấy lắm. Chúng tôi đi qua đã nhé. Vâng, chị cứ đi. Đội nón để cho nó độc đạo. Cán bộ, quay chuyên nghiệp bác Tăng. Vừa làm thầy bác Tăng. Vừa làm thầy bác Tăng. Đúng rồi, cái này đẹp quá đấy. Con cháu là lẽ là con dâu của chú. Sao lại ý gì cả thầy như đơn. Cứ cho tự nhiên. Đấy, nói không nghe như đây là cái hàng quả đó. Ai chủ trì? Bà đã đến mất chủ ạ.
mấy người đang đi đằng sau. Đi chậm đấy. Vâng, có mấy bà này chậm nhất rồi. Vâng. Về thì quay. Rồi cứ kệ và nó xếp lệ là không đi để cái bố phải làm. Nó đi nó phải mải làm ạ. À. Mùa này mùa hàng mùa quán. Đúng rồi, nó bận lắm. Thế rồi cứ từ từ cụ đi ngã. Rồi cây bưởi thích chưa? Đấy, đây. Đây. Bà chủ xuống. Mấy khi về quê thầy? Đứng là như vậy. Đây cây bưởi kìa. Quá thơm ấy, đứng đây thơm lắm các cụ ạ. Vâng, hoa bưởi quá thơm. Hoa bưởi nhà thầy, chứ không phải hoa bưởi nhà nàng. Nó có bài là hoa bưởi nhà nàng, nhưng đây là hoa bưởi nhà thầy. Che mặt giống mặt. Xe bị nhầm đường ạ. À. Lâu lâu về nhà thầy lại quên. Rồi thì là cháu có mấy ảnh rồi, cháu chụp thoải mái. Về bố nhìn cái cây này bố thích lắm. Chà, quá đẹp. Một bên cây bưởi, một bên bà chợ đi. Về bố thấy mình chạy trộm bưởi thì bố. Và được hái bưởi nhà thầy. Rồi không lo. Đến đâu ta tính lại. Bà Nhật đẹp rồi. Bà Nhật lên chùa đấy. Nó bà định quay về đây nào. Nó bà Thanh quay về đây. Đấy, đây cho nó rõ mặt. Nó đây. Phụ mệt rồi. Đấy là các cụ nhiệt tình lắm, xa xôi như vậy mà các cụ đến đợi đến đây là mừng lắm rồi. Đến đây đẹp lắm.
Các cụ đi như ngày hội này là quý lắm rồi. Anh về cái để cụ uống nước xong rồi bạch lễ anh ạ. Mời cụ dậy đi. Được rồi, cứ từ từ cho uống nhận. Được rồi, khỏe mạnh. Ta phải hóa dụ thành đi đâu nghỉ ngơi tí. Xin mời các cụ đứng dậy để ta bạch lễ ạ. À, xin mời ông Vĩ đại diện cho ạ. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông cả hiện hình của thượng tọa cùng toàn thể thân bằng hữu gia quyến của thượng tọa. Hôm nay ngày 11 tháng 8 năm Mậu Tý, trên đường hành hương đi lễ cấp chùa trong tỉnh, chúng con được biết tin ngày dỗ tiểu thường của cụ Mẫu Thân thượng tọa. Được sự hứa cả của thượng tọa, hôm nay đoàn Phật tử Liên Hoa, đoàn Phật tử chùa Cả và Phật tử thành Quốc Định thành tâm dâng nén tâm hương để tưởng niệm cụ, cầu chúc cụ về cõi vĩnh hằng, về cõi Tây Phương Cực Lạc. Và cũng nhân đây xin kính chúc đại gia đình thượng tọa được bình an, A Di Đà Phật. Xin bác phụ cả là chúng tôi sẽ lên phước lễ ở tại đây để nhập Phật cầu siêu phụ anh nhập Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lại chín muôn rồi mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lại Đức Lương Cảnh Thành Hoàng, chư vị đại vương. Con kính lại ngài Đông Chủ Tư Anh, Tao Vũ Thần Quân. Con kính lại các ngài thần linh thổ địa, khai quan trong xứ này. Con kính lại chư gia tiên cao tầng, tổ cáo cao tầng, tổ tín ba đệ huynh cô đi tuổi, đảm đạo chư hương linh đa tiên nội ngoại. Hôm nay đoàn Phật tử chùa Cá, đoàn Phật tử Liên Hoa chùa Cá chúng con thành tâm nhân lễ chính ngày chỗ đầu của thân mẫu thượng tọa. U phạm thi nhân chân la linh thiết na nghi âm ra trần thế không thấy ông trung năm qua tháng lai vừa ngày quý tâm. Con mong cầu xem mang cao đẹp nghĩa sinh thành không lúc nào quên cả ngỡ muôn cây cơ tạo nghiệp bao nhiêu và cảm tâm tình hôn về đãi đó. Hôm nay nhân ngày tôi tiêu tưởng lần nữa
thân đúc nhân tâm hương lễ thúc lòng lành. Hãy gắn kính mời chúng ta tiến nội ngoài. Hãy gắn chứng mời chữ thân linh cục hòa vì nhất nghĩa vụ ra đường đồng lai chúng ta đang. Chú con xin kính mời các cụ tổ tiến nội ngoài tổ cáo tổ thị mái cô đi đoàn lễ các cơ linh ta tiến đồng ai hối hương. Có một thơ chú con kính mời ngài cổ công tóc quân bà chú ý linh thần đồng lai tâm lệch thưởng hương. Chúng con kính mời vị các vị phóng linh tiền dù hầu chú chúng đất nhà tầng kinh lễ đồng. Thank you.
Phân chứ. Thế là đỡ được bao nhiêu tiền nấu tô lên quán sứ đấy nhá. Nhân dịp đến đây là cúng cụ luôn, không có đòi lên quán sứ xa quá. Mà cụ đi nước ngoài về đấy nhá, con được xin quà cụ đấy. Ôi con phải về luôn đây thầy, phải dẫn đoàn về. Con cho đi chỗ bi tí nữa, không còn về. Chào các thầy ạ. À, chào bạn. Đây là các anh. Cụ chẳng ban đâu nhỉ? Cụ chẳng ban mày nhá. Cụ về hôm qua, cụ về nhà rồi. Vâng. Cụ có ở đây đâu. Cụ về về. Xe đang chuyển tải qua cầu. Báo cáo với cụ là lúc này bà con Phật tử đang đi trên dưới đường. Qua cái cầu của làng cụ yếu quá. Đây là phải chuyển tải qua cầu về quê cụ. Trên xe thì cụ ngồi đỡ được chân chứ ạ. Lịch sử chỗ bí này. Có cái chỗ này, cái nhìn cái lịch sử thì cái điểm tốt thương cha mẹ. Chán rồi. Họ trang cái bảng. Trang cái bảng. Đấy kia. Đúng rồi, nó che đầu cái biển đi. Cái mình rồi. Nhìn bên kia mình 50 cây rồi. Đấy, đấy, 50. Em vào đến chùa đến nơi rồi. Đúng rồi, cái mạng nói đấy mà. Cái xe kia nó tưởng nhà nào. Để đấy các chị có trách nhiệm rồi, sao rồi? Hai bà lại đây. Chưa chị bắt người ta quay xe hả? Ừ. Xin mời các cụ xuống chùa Bi đây. Chùa Bi. Vâng, đấy là chùa Bi, chùa cụ Thuận Đức ngày xưa đấy. Chợ hết rồi, chợ hết rồi, còn đương ngồi họp thế này. Thích ăn bánh siêu cua. Bánh siêu cua. Hồi xưa chợ chùa là ai có uống rượu bùa ngon lắm. Anh mở cho em cái cốp anh ạ, để cho các chị chia lọc cho bà con. Mở một, thì nó hết người, cho có một cốp em phân công rồi. Nhưng mà ai chia được? Được rồi, các chị chia đi chia mà. Anh Tú mà chia.
Các chị ở dưới cốp này này. Anh bè thôi được xuống hết rồi, các chị ở lại, các chị chia. Này để ngay trên xe mà chia, để dưới này này. Vâng. Đó chị bè, ông bê cho. Ở trong đây này. Này này, chỗ nhờ chỗ này, chỗ cửa chùa này. Chị ơi, nhờ chỗ cửa chùa cho thoát. Không biết mâm hay mâm. Thì em trả đấy rồi. Ôi chuối rồi. Bây giờ cứ các chị lấy em mười mấy suất về lấy đi. Đúng rồi, các chị lấy ông thân mẫu mất chẳng khoai, không phải bà vãi. À. Về quê hết rồi. Bà vãi thì bà vãi. Điểm phết đây. Về nước cụ xem ở đây ha, cho tôi một kiểu đấy. Cụ xem nào chân. Em còn giữ các cái ảnh thì Thanh biết là đi ông mười không? Xong rồi giải ra giữa đường ăn cơm nắm với thịt gà. Vâng, đâu hồi chưa biết ông Mười là đâu, chị Thanh dẫn đi này. Giải ra đây này, đây này. Bà Hương lấy rồi. Bà Hương lấy rồi. Vâng, cứ từ ai rẽ vào đây lấy luôn. Ra rồi à? Vâng. Lấy rồi, bà ơi. Mọi kỷ niệm phép đấy. Báo họ cho thông tin cho con ở kia rồi. Để kho đủ rồi. Cụ nào xe to thì mời dân đến nộp. Dạ, vâng. Đây chị Loan ơi, chị Loan còn mấy suất? Không, ơ kìa, con cười. Thôi. Cười ở đây có đọc cơ mà chị Loan. Loan ơi, đọc đến đây. Chị con cơ mà. Mang cái xôi cái chuối nó thiêu đấy, thôi. Ai lấy về ăn thì lấy thôi. Mang về nhà thì... Ai đói thì ăn thêm, có thế thôi. Con mang về cả. Bà lấy xin một suất về cho cụ con nữa đấy. Xin cho bà một suất. Cho bà. Vâng. Chú Thái một cho bà. Vâng, lấy cho bà một suất. Chứ còn kỳ em ngại lắm. Vâng. Không phải mang, mang về nó thiêu, mang tiếng. Đây rồi, đây rồi. Thôi đây các chị ơi, nếu mà nói đến dương giọt dầu về nó thiêu mang tiếng. Thôi tiện ở đây ăn thôi. Vâng. Đúng không? Để đến nhà người ta chưa mang được nó thiêu luôn rồi mang tiếng. Lên đi. Vâng. Này mình bỏ hết rồi gì? Còn mấy suất để mang về. Để mình bỏ cốp nhá. Để lên trên kia. Vâng, để chỉ có ông đợi ở trên này. Đây đây. Kêu bà Loan. Mang về chị đưa cho ta ngay để chiều thiêu là bỏ mang tiếng. Vâng. Dạ. Cái gì? Cái gì ạ? Vâng. Lên đi thôi. Ôi nhanh nhanh, ta về thôi. Vâng. Lên đi. Để cốm rồi về nhà thì. Để, đằng nào cũng về cái điểm đám định về nhà mình mà. Để cho gọn. Ê, cho em xuất lên dưới đấy em ăn, đói hoa cả mắt. À, để xuất lên sợ ngộ hoa cả mắt. Đây rồi. Cho chị cất một đấy. À đây. Đấy. Đấy, hết cái gì này. Lên đi. Lên thì vào, cứ đứng nó lù lù, nhanh nhanh. Thôi, làm cái gì vào đi.
chưa vào mình không đi được. Chưa chỉnh toa. Chưa. Thôi cho mày. Ăn. Cái gì ạ? Bây giờ mang về nhà thì nó thiêu. Không có mang dân lễ. Vâng. Hoa cả mắt. Nào vào đây cho em cái ghế ngồi nào. Ghế đâu à? Ghế này. Đâu cho em mượn cái ghế. Bỏ cái ghế đi, con gái không ngồi. Em mượn cái ghế. Đấy. Thế để vào cái thùng này này. Đó. Bán hàng. Rồi, đi. Hết giờ rồi. Ông có thôi cho. Có thể phải cho ông ấy, ông về ông chuyện. Không xe. Lọc, lọc. Đi có 2 giờ đâu. Đi chuyến nữa. Không, đi chùa ấy, quá 2 giờ được. Một giờ 15. Ông chị đúng không ạ? Nói như ý là đúng đấy. Ý là đúng đấy. Qua hai là có sắp viện. Nhưng mà như thế là như vậy đúng không ạ? Xong. Qua có sắp cái gì? Vâng, ông về ông hiểu nha, vâng ha. Không sao. Nhiều hoa không có đường, hoa chỉ có đến mang vào mùa mua trong ngày. Vâng, người sẽ.